Cháu chào bà. Bà đang đi đâu đấy? Bà đang tìm ve chai. Bà đi nhặt ve chai à? Vâng. Bà nhặt ở đâu đây? Bà nhặt từ ở trong này ra. À, cho cháu xem nào bà. Đây. Bà nhặt những cái gì vậy? Bà nhặt những cái vỏ này với lại cái này. Đây là những cái gì đấy bà? Những cái này với lại những cái can này. À. Thế đằng sau lưng bà là gì đây? Những cái này cũng giống nó. Ve chai luôn à? Vâng. Ngày hôm nay thì cháu đang đi về quê á. Vâng. Thì vô tình cháu gặp cảnh bà lượm ve chai. Vâng. Mà nãy cháu đi ở kia thì tự nhiên cháu đánh rớt cái bóp. Vâng. Không biết là có ai nhặt được cái bóp của cháu rồi. Vâng. Bây giờ cháu chả có tiền. Vâng. Bây giờ cháu tính xin bà cho có thể cho cháu mấy ngàn lẻ để cháu mua cơm cho ăn được không bà? À, được thôi ạ. Bà có nhiều tiền không bà? Bà cũng không có nhiều đâu nhưng mà của ít nông nhiều à. Vâng. À, bà gửi cho cháu. Vâng. Đây là bà cho cháu bao nhiêu đây? Bà cũng không biết chữ, chỉ biết A O thôi thì cho các cháu đếm cho bà đi vì bà không được học hành cái gì. Thế bà cho cháu cái này bà có tiếc không? Không, không tiếc. Bây giờ đây là tất cả tiền của bà có bao nhiêu? Bà chẳng biết, họ đi đường họ với họ quẩy tay họ cho bà thôi. Xin chào tất cả mọi người nhá, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là anh em Trọng đang đi làm ở trên đường. Thì vô tình Trọng bắt gặp một cái cảnh rất là đặc biệt mọi người ạ. Phía trước là Trọng đang thấy một bà lão. Nhìn qua thì cũng thấy bà rất là lớn tuổi rồi. Chắc là khoảng 70-80 tuổi. Cái điều đặc biệt ở đây á, là Trọng thấy bà đang bới rác. Bà đang nhặt những cái ve chai phế liệu mà người ta vứt đi. Bà đang gùi một cái bao rất là to luôn, rất là khổng lồ ở trên lưng của bà luôn. Thì Trọng thấy cái cảnh này thấy rất là thương bà lớn tuổi rồi mà bà vẫn phải làm những cái việc như vậy. Không biết là con cháu của bà đâu mà lại để bà ra nông nỗi này mọi người ạ. Bây giờ thì Trọng sẽ xuống dưới đó để Trọng nói chuyện cùng với bà, để xem hoàn cảnh của bà như thế nào. Thì trước tiên Trọng nói chuyện với bà thì bây giờ là Trọng sẽ cho tất cả khán giả xem cái cảnh mà bà lượm ve chai luôn nhá. Thì mời tất cả khán giả cùng xem. Bây giờ Trọng zoom từ xa lại, Trọng sử dụng máy ảnh, Trọng phóng to lên cho tất cả khán giả cùng xem nhá. Như tất cả khán giả thấy là bà, Trọng thấy bà cũng già rồi mà bà đang vác hai cái bao rác kìa mọi người. Nhìn thấy thương không? Cái bao rất là to luôn. Bà đi lượm ve chai trên dọc đường như vậy. Không biết con cái của bà thế nào mà lại để bà như thế này. Thấy thương quá mọi người ạ. Nhìn bà như vậy Kiệt đoán chừng khoảng bao nhiêu tuổi Kiệt? Em đoán tầm cũng 70 mấy anh ơi. Thì đáng lẽ anh cái tuổi như này là đã được nghỉ ngơi và được con cháu nuôi dưỡng rồi. Nhưng mà bà là phải đi lượm rác, lượm ve chai như vậy thì thấy tội quá mọi người ạ. Trời ơi, đi xuống bới từng đống rác ra để lượm những cái chai lọ. Nhìn thấy tội quá mọi người ơi. Mà nãy trước khi Trọng quay video này, Trọng cũng có hỏi sơ qua người dân á, thì người dân cũng nói là ngày nào là bà cũng đi lượm ve chai vậy luôn. Nhưng mà bà thì bà ít tiếp xúc với người dân ở đây nên người dân không biết hoàn cảnh của bà như thế nào. Nhưng mà người dân nói là ngày nào bà cũng đi bộ dọc suốt cái con đường này luôn á. Bà đi phải mười mấy cây số để bà nhặt những cái chai, cái lọ. Bây giờ là Trọng cũng đang tò mò không biết hoàn cảnh của bà như thế nào. Chắc có lẽ là bây giờ là Trọng sẽ đi xuống rồi Trọng nói chuyện cùng với bà. Để Trọng hỏi thăm xem là hoàn cảnh của bà thế nào mọi người ạ. Chứ nhìn Trọng đứng từ xa Trọng cũng nhìn thấy tóc bà cũng bạc phơ thế kia. Và khoác hai cái bao mà đồ ve chai mà thấy phải nói là rất là nặng nề, thấy rất là khổ luôn mọi người ạ. Bây giờ Trọng xuống Trọng nói chuyện cùng với bà. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Nãy giờ thì Trọng đã quay cái cảnh mà bà lượm ve chai khán giả xem rồi đó. Thấy bà rất là vất vả luôn. Bây giờ là Trọng sẽ xuống rồi Trọng nói chuyện cùng với bà để xem hoàn cảnh của bà như thế nào nhá. Mời khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Bây giờ là Trọng đi xuống Trọng nói chuyện cùng với bà luôn nha mọi người. Thì bà đang nhặt ve chai dọc lại đây. Thì nãy giờ Trọng có nảy sinh ra cái ý này. Thì bây giờ là Trọng sẽ giả vờ là Trọng đang gặp sự cố trục trặc. Thì Trọng sẽ xin bà tiền để Trọng mua đồ ăn. Thì để xem là bà có giúp cho Trọng hay không. Thì đúng rồi, thì Kiệt đưa cho anh mượn cái ba lô luôn để anh làm cho nó giống. Tại vì trước giờ Trọng tiếp xúc với những bà cụ lớn tuổi á, thì đa phần là mấy bà cụ rất là tốt bụng luôn. Còn không biết bà cụ này thế nào thì Trọng sẽ là vô trong cái vai là Trọng sẽ bị mất đồ đi, rồi Trọng sẽ đói bụng quá, Trọng xin bà tiền. Thì mời khán giả tiếp tục xem video này nhá, để xem bà phản ứng thế nào. Không biết hoàn cảnh của bà như thế nào nữa mọi người ạ. Nhìn này có giống không Kiệt? Cháu chào bà. Bà đang đi đâu đấy? Bà đang đi ve chai. Bà đi nhặt ve chai à? Vâng. Bà nhặt ở đâu đây? Bà nhặt được ở trong này ra. À, cho cháu xem nào bà. Đây. Bà nhặt những cái gì vậy? Bà nhặt những cái vỏ này với lại cái này. Đây là những cái gì đây bà? Những cái này với lại những cái can này. À. Thế đằng sau lưng bà là gì đây? Những cái này cũng giống nó. Ve chai luôn à? Vâng. Đâu cho cháu xem nào, bà quay lại đây cho xem. Bà nhặt ở đâu mà nhiều thế? À, bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bây giờ bà bao nhiêu tuổi thì thôi thì bà cũng chẳng nhớ nữa. Ô. Lúc mẹ đẻ ra thì bà đã đi bế em bé cho bà cũng chẳng nhớ nữa. Bà không nhớ bao nhiêu tuổi? Vâng, lúc họ chụp ảnh cho bà thì bà cũng chỉ biết như ảnh nhưng bà cũng chẳng biết. Bà tên gì? Bà tên là Mai. Mai à? Vâng, còn chồng thì tên là Trần Văn Can. Không, nhưng mà cháu thấy tóc bà bạc hết thế này rồi, nhưng bà có nhớ là bà khoảng bao nhiêu tuổi không? Bà chẳng nhớ nữa, bây giờ chỉ có khoảng 70-80 không bà? Đến rồi, bây giờ cháu chắc cháu nội cháu ngoại còn hết rồi, cháu bà cũng biết nhớ tuổi rồi. Cháu thấy tóc bà bạc hết nào, bà cho cháu xem nào. Ồ. Đấy. Tóc của bà bạc hết luôn này khán giả. Vâng. Vâng. Để bà cho cháu nói chuyện cùng bà một tí nhá. Vâng. Cháu hỏi thăm bà một tí. Vâng. Thì cháu tên là Trọng. Vâng. Thì cháu đang ngày hôm nay thì cháu đang đi về quê á. Vâng. Thì vô tình cháu gặp cảnh bà lượm ve chai. Vâng. Mà nãy cháu đi ở kia thì tự nhiên cháu đánh rớt cái bóp. Vâng. Không biết là có ai nhặt được cái bóp của cháu rồi. Vâng. Bây giờ cháu chả có tiền. Vâng. Bây giờ cháu tính xin bà cho có thể cho cháu mấy ngàn lẻ để cháu mua cơm cho ăn được không bà? À, được thôi ạ. Vì bà có nhiều tiền không bà? Bà cũng không có nhiều đâu nhưng mà của ít nông nhiều à. Vâng. À, bà gửi cho cháu. Vâng. Đây là bà cho cháu bao nhiêu đây? Bà cũng không biết chữ, chỉ biết A O thôi thì cho các cháu đếm cho bà đi vì bà không học hành cái gì. Thế bà cho cháu cái này bà có tiếc không? Không tiếc. Bây giờ đây là tất cả tiền của bà có bao nhiêu? Bà chẳng biết, họ chẳng ấy họ đi đường họ với họ quậy tái họ cho bà thôi. Thế cái tiền này là ở đâu bà có? Bà đi đường này, những người ở mấy cái nhà mới họ cho bà để bà đi đường đây, thôi. Bà đi ra đây cho nó mát một tí, bà cháu mình nói chuyện nhá. Vâng. Bà cho Trọng tiền này. Cháu đói quá bà. Hai anh em đi thì tự nhiên là bị rớt mất giấy tờ. Vâng. Bà có nhặt được không? Không, bà không nhặt được. Chính bà nói gì? Nay là bọn cháu đi từ đường này đi lên này, đánh rớt ở trên đường này luôn này. Không, bà đi từ sáng rồi thì bà đi từ trong kia bà ra không gặp được. Không thấy luôn à? Không. Chứ bà vào đây mấy năm trời bà thấy có ai bà cũng trả thôi nhưng mà không thấy. Vâng, dạ. Rồi thế thì cái này bà cho bọn cháu đây à? Vâng. Thế hiện tại bây giờ trên người bà có bao nhiêu tiền? Thôi bà chỉ có bằng nãy sáng đi hoặc bà vừa ra đến chỗ cổng kia thì họ quay tay họ đưa cho bà thì bà uống nước thôi nhưng mà thôi thì hoàn cảnh cháu cũng vì chẳng may cái số nó phận nó bị mất thì bà cũng đưa cho cháu mấy đồng cháu ăn một chén cơm. Vâng. Thì bà cũng chẳng biết nói gì hơn đâu thì cái đấy thì chắc bà cũng chẳng có đâu nhưng mà sáng nay họ đi họ bảo thương hai bà thì họ giúp bà thì cháu bà để giúp cháu. Vâng. Thế thì cháu cảm ơn bà nhá. Vâng. Vâng, đây là bà cho Trọng là 20 này. Vâng. 22. Vâng. 24. Vâng. 26. Vâng. 28. Vâng. 28 cộng 5 là 32. À, ở đây có quán cơm nào không bà? Quán cơm thì bây giờ phải đi xuống tận chỗ dưới kia mới có. Nhưng mà họ bán bao nhiêu một phần? Cái phần thì bà không được ăn cơm bà không biết. Bà mang cơm với mẹ bột mì bà mang đi, bà không có cơm bà mang đi không ăn bây giờ. Vì các bạn hoàn cảnh bây giờ là tất cả là bà chỉ còn 30 ngàn này thôi. Vâng. Thì đây là bà cho cháu 32 ngàn. Vâng. Tổng là bà có 64 ngàn. Vâng. Mà bà cho cháu một nửa vậy bà có tiếc không? Không. Không tiếc đúng không? Không, bà không tiếc. Thế thì cháu xin nhá. Vâng. Để cháu ăn cơm. Vâng. Vâng. Bà. Thế thì cái bao này có nặng không? Bà bỏ xuống cái này xuống bà nói chuyện với cháu một tí. Có nặng không? Nó cũng không nặng nhưng mà nó mỏi vai. Nó mỏi vai à? Vâng. Khán giả thấy là bà đi lượm hai ấy luôn này. Vâng. Hai bao ve chai. Vâng. Nhà bà gần đây không? Nhà bà ở mấy trận thôn 4 cơ, bà đi bộ. Bà đi bộ. Vâng. Thế bà còn 30 ngàn bà cất đi bà. Vâng. Còn 32 ngàn này bà cho cháu đúng không? Vâng. Thế cháu nhét vào túi nhá. Vâng. Cháu cất nhá. Vâng. Để tí nữa hai anh em ăn cơm. Vâng. Vâng, thế bà cất tiền đi để cháu hỏi thăm bà một tí. Thế là bây giờ là bà ở với ai? Bà ở với ông chồng. À. Giờ ông chồng thì bị bệnh thì bà cứ phải đi kiếm bé trai để hai vợ chồng nuôi nhau mà ở bà đấy. Thế chồng của bà bị bệnh gì? Bị bệnh hút, lâu mới bị một lần. Bệnh hút là bệnh gì? Bệnh hút là nó cứ sưng cái mắt cá đi rồi nó đau là phải ngồi lê. À. Ngồi lê là tuần là ngồi cái ghế như cái 3-4 chân thì bây giờ ăn được mà nói không được, bà phải cầm ra ném thì ông chồng mới nghe thấy. Chồng bà bị sao? Bị cầm cái tai không nghe thấy. Tai không nghe thấy? Không. Bà nói là cầm đà ném hay thế nào? Không. Bây giờ ông thế này thì bà phải cầm một lần đất và ném vào cái người ông ấy nghe thấy. Bây giờ ông cầm trước từ bẩm chi từ quay là phạt rồi. Ý của bà là chồng của bà là bị câm, vâng, bị điếc, vâng, rồi là lại bị gút. Vâng. Thế là có đi làm được không? Đi thì vẫn đi được, bây giờ chè pháo không đi được. Thế con cái của bà là tổng cộng có bao nhiêu người? Bây giờ con có ở trên Đoại Bình một cô, mới ở bên trên người chà một cô thế thôi. Có một cô với hai. Tất cả có bao nhiêu con? Tất cả là ở vào trong miền Nam rồi chết mất đi hai anh rồi. Bây giờ còn có hai cô à. Tổng cộng là bà có 4 người con đúng không? Vâng. Là 2 người con trai. Vâng, 2 người con trai thì chết rồi, giờ không nói nữa, còn có 2 con gái thôi. 2 người con trai sao lại chết bà? Nó bị bệnh, nó đi làm thuê làm mướn này, nó bị cơm nước nó cũng không ăn, nó cứ rượu chè nó uống, xong nó bị sơ gan nó chết. Còn thằng em nó sẽ 7 tuổi rơi xuống cái giếng 2 mét. Thế còn 2 người con gái? Còn 2 người con gái thì nó lấy chồng ở mấy trận Loại Bình bên trại giam ấy. Còn một cô này thì cũng chẳng biết chữ nghĩa gì, bây giờ vườn trược không có, cứ đi làm. Nhưng mà thế có ai nuôi bà không? Không. Thế thì không ai, bà già như thế này rồi mà chồng của bà lại bệnh nặng. Vâng. Ô, sao bà lại khóc bà? Bà thấy tủi thân quá. Ngay giờ cháu hỏi về hoàn cảnh của bà thì bà tủi thân. Vâng. Bà khóc mọi người ạ. Cháu hỏi về con cái của bà rồi bà mới kể ra 2 người con bị chết rồi, vâng, 2 người con gái ở xa rồi bà khóc luôn. Vâng. Thế là bây giờ là chỉ có 2 vợ chồng ở với nhau. Vâng. Thôi thôi bà cứ bình tĩnh đi. Bà bình tĩnh, bà nói chuyện với cháu. Trời ơi. Người 2 con gái thì lấy chồng ở xa thì cũng không có nuôi mình. Không. Còn 2 con trai thì mất rồi. Vâng. Thế một ngày bà đi lượm ve chai như này thì kiếm được bao nhiêu tiền? Kiếm được cũng chỉ đủ tiền rau thôi chứ không có đủ cho bao gạo. Khoảng bao nhiêu tiền một ngày bà? Mỗi ngày bà được mấy chục ngàn thôi à. Mỗi ngày được mấy chục ngàn? Vâng. À. Bây giờ già rồi không đi làm thuê được thì cứ đi chờ, chồng cũng ở nhà, vợ thì cũng ở nhà, thì các chú các cô cho được cái 5 ngàn thì bà cũng cảm ơn thôi. Thì là những người đi đường thấy bà thương thì cho bà. Hôm nọ có một cái xe như cháu này, họ quẩy lại, họ gọi bà ơi, thế bảo bà làm gì vậy, bà đi lượm rác. Thế con trai bà là bảo thôi các cháu đừng nói con trai bà nữa, con trai bà nó chết rồi, thế giờ bà mới phải khổ bà đấy. Thế là nó để cho bà tiền. Trời ơi. Nhắc đến con trai của bà là bà lại khóc. Bà tủi thân quá, bây giờ bà nhìn đi ở đường thì không phải con trai của bà. Vâng. Bà gắng nghĩ tủi thân mà khóc thôi. Bà cố gắng bà bình tĩnh lại bà. Bây giờ bà dắt cháu về nhà của bà được không? Được. Bà có ngại không? Không. Ý là hồi nãy thì cháu nói với bà là bọn cháu là vô tình đi trên đường thì bị mất giấy tờ rồi xin bà 30 mấy ngàn này. Nhưng mà sự thật thì không phải như thế. Thì cháu là Trọng, đây là cháu hay đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn á. Vâng. Thì cháu gặp bà thì nãy thì cháu chỉ thử bà thôi. Bây giờ cháu trả lại cho bà nhá. Cháu, vâng, cháu không có lấy nữa. Vâng. Vâng, thì cháu trả lại cho bà. Vâng. Bây giờ bà dắt cháu vào trong nhà của bà, vâng, để cháu xem hoàn cảnh của bà là như thế nào. Bà sẽ cảm ơn. Nhà của bà gần đây không? Bà còn phải đi bà ở thôn 4 cơ. Muốn bà thì đi bộ thì cũng còn xa, nhưng mà đi xe thì nó chỉ một tí đến nơi à. Thế bây giờ là cháu, bà lên xe của cháu chờ bà về luôn nhá. Vâng. Xe cháu để ở đằng kia. Vâng. Vâng, thôi được thì, không? Vâng. Hôm nay là mình nhặt thế thôi. Vâng. Còn để ngày mai mình sẽ nhặt tiếp. Vâng. Thế một ngày là bà đi lượm là mấy giờ bà đi, mấy giờ bà về? Bà thì cũng chẳng học hành, bà chẳng đừng nhớ, bà không biết, cứ sáng dậy bà ăn miếng cơm rồi bắt đầu bà đi. Bà đi cho đến lúc 5 giờ tối bà được một bao đen này, bà về phải thế đó. 5 giờ tối là được một bao như này là về. Cứ 4 ngày là được 4 bao. Buổi trưa không về ăn cơm à? Không có cơm chứ, không phải bà già không phải có cơm, nhưng mà cứ một chai nước mới nổi chai bột hút, Bà uống đến lúc được một bao bì bà mới uống chai nước muối thôi chứ cơm được không có ăn được. Dạ. Chẳng nói, chẳng nói đi cũng bảo bà già bồi bạc tôi không phải thế. Không, thế là chồng của bà ở nhà là có uống thuốc men gì không? Thuốc men thì cứ bệnh này lúc nào cũng phải uống, cứ sáng dậy một viên. Cái bệnh hút đây đúng không? Không, vừa bệnh hút là bệnh áp cao thì cứ bệnh cái bệnh này. Thôi, bây giờ thì bà cháu mình đi về nhà của bà nhá. Vâng. Cháu xem nhà của bà thế nào rồi bà cháu mình sẽ nói chuyện thêm. Vâng. Kiệt cầm cái ba lô này em để anh bê phụ bà. Bà đeo cái đấy có nặng không? Thôi, bà đeo cũng được. Để khán giả xem luôn này, cháu muốn quay cái cảnh này cho khán giả xem luôn. Cái này trùng qua đây tôi bao to như vậy mà bà bê vẫn được. Trọng muốn bê giúp bà nhưng mà Trọng muốn cho khán giả thấy cái cảnh của bà. Đi bà lấy đi rồi bà đi ra xe cùng Trọng. Đi ra xe rồi cháu bỏ lại cái này lên trên xe, cháu về nhà cháu thăm nhà của bà. Vô tình ngày hôm nay thì gặp bà ở trên đường thì Trọng dừng lại Trọng hỏi thăm thì mới biết được là bà, hoàn cảnh của bà lại đặc biệt như vậy. Bây giờ Trọng vào nhà của bà Trọng xem sự thật có đúng như bà kể hay không. Trên người bà giờ có bị bệnh gì không? Bệnh thấp khớp nó cứ phải uống thuốc. Bây giờ cứ phải uống thuốc mỗi một ngày, đi gửi thuốc ở Bồn Độc về thì bà mới uống, cả chồng cả vợ uống, không uống thì nó đau không đi được. Dạ. Cái thuốc ở Bồn Độc mới có chứ đây không có. Mà giờ chè phở không có, cứ chỉ đi lượm giá để sống có ngày có tháng thôi. Vâng. Còn con dâu này nó khác. Bây giờ, dạ. Bây giờ bà cũng chỉ biết nói thế, cũng chẳng biết nói nhiều hơn nữa. Dạ. Để thôi thì các theo như là các cháu thì bỏ qua cho bà có được học hành cái gì bà biết. Vâng. Dạ. Bây giờ bà thế cũng... bây giờ bà bỏ cái này lên trên xe đi, để bà đi lên trên này, bà đi lên trên này cho Trọng. Cháu bỏ lên trên xe cháu trở về hộ bà luôn nhá. Vâng. Chứ bà mà gùi cái này từ đây về tới nhà thì có mệt không? Vậy thì cũng không có con cháu thì bà cũng phải đi mãi, nó phải tới nơi. Vâng. Nhưng mà khi có con cháu thì cũng phải chấp nhận thôi. Trọng trở về hộ bà mọi người ạ. Cái này thì bán hết cái này được bao nhiêu bà? Ôi, được có người họ thương thì họ mới được cho được 200. Còn có người họ cho được có 100 thôi thì sống có ngày có tháng thôi. Vâng. Bây giờ già rồi không đi làm thuê được. Vâng. Thì cũng sống thế. Bà bị còng lưng rồi à? Sao bà phải chống cái này? Không chống thì đi nó không được. À. Nó già rồi không có cái cây này nó không vững. À. Thế giờ phải có cái cây này, đi lên trên trạm lấy thuốc này thì cũng phải có cái cây này. Đi lên trên xe. Cho ấy bà chờ bà về. Bà có sợ cháu bắt cóc không? Ôi, bà già giờ có biết chữ đâu mà bắt cóc. Cháu bắt bà cháu bán luôn đấy. Bà có sợ không? Không, các cháu cứ giờ rồi đỡ làm bà làm gì. Không có biết nói gì hết. Rồi, bà ngồi đấy nhá. Vâng. Nãy giờ thì Trọng đã đi tới nhà của bà rồi mọi người ạ. Đâu bà? Bà đi đâu đây? Nhà của bà ở đâu? Nhà bà ở dưới này. Dưới này đúng không? Vâng. Bây giờ đem ve chai xuống cho bà luôn nhá. Vâng. Bà có lầm cẩm chưa? Dạ rồi nó trời tận lầm cẩm. Tuy nhiên bà đi bà lại đi túc lên trên này. Ừ, dạ rồi. Bà say xe à? Không phải, từ bé rồi bà còn đi xe máy quen rồi. Trước giờ bà có đi xe này lần nào chưa? Không, hôm nay là mới thấy vui quá rồi, mừng quá mới được đi xe một lần. Vâng. Để cho cầm cái này cho bà nhá. Bây giờ nhìn này, thấy thương không? Cho bà cầm rồi. Bà cầm luôn à? Cái gậy của bà kìa. Đi bây giờ bà dắt cháu về nhà của bà xem nào. Để cháu xem hoàn cảnh gia đình bà thế nào. Đâu nhà nào bà? Nhà có cái lá cờ đỏ kìa. Lá cờ đỏ đấy à? Vâng. Lá cờ Việt Nam đấy đúng không? Vâng. Bà là một người rất là yêu nước luôn. Yêu không yêu thì cũng nhìn con cháu học tập thế thôi. Vâng. Ông thì năm nay là bao nhiêu tuổi bà? Bà bây giờ ông cũng chẳng biết, ông chỉ biết tên bà thì bà không biết nhớ ông. Thế là hai ông bà không biết là bao nhiêu tuổi? Không, bây giờ cứ lấy nhau thì sinh con đẻ cái thế này đó. Bây giờ đi nhà nước khám bệnh thế họ bảo thôi tôi bó tay cho cái vợ chồng này nó muốn giết tôi cũng chỉ hì cười thôi. Bà là phải chống gậy vậy đi mới được. Vâng. Kiệt đi lên trên kìa em. Vâng. Không. Xem cái cảnh bà chống gậy này, từ từ bà. Thì cháu cho khán giả xem cái bà đi nó khó khăn như thế nào. Đi bà. Bây giờ bỏ cái gậy này ra không đi được à bà? Đi nó cũng được mà nó không vững cái chân. Không vững à? Vâng. Để có cái cây nên bà vứt gậy gì thì không có đi được vững. Bà bị đau nhức xương khớp lâu chưa? Lâu rồi. Đau nhiều không? Nó đau rồi cũng phải uống thuốc thì nó mới đi được. Vâng. Đây nhà của bà đây à? Vâng, đấy nhà bà chỗ đấy, chỗ căn nhà cơ đấy. Nhà này là vợ chồng mình xây lâu chưa? Cái này xây từ năm ngoái rồi. Từ năm ngoái họ xây cho nhà nước xây cho. Bao nhiêu năm rồi bà? Được 4 năm rồi đấy, 4 năm rồi. Nhà nước rồi. Cho à bà? Vâng, nhà nước cho. Bây giờ họ có cái biển ở trên tường đấy, bà có biết chữ đọc đâu. Vâng. Chỉ có con cháu biết đọc thôi. Đây, vâng. Nhà của bà đấy mọi người ạ. Vâng. Bây giờ có ông ở nhà không bà? Ông ở nhà ạ. Vâng. Đâu, bà bỏ xuống đi thì cháu nói chuyện cùng bà. Đây nhà của bà đấy à? Vâng, đây. Ông đâu bà? Ông đang ăn cơm. Ừ. Cháu chào ông. Dạ. Anh ngồi đây. Tay của ông bị sao đấy bà? Ông nó bị lột cái da ra nó thế mà. Ồ. Tay của ông ngồi đi ông ngồi đi. Ông có mà, cứ ngồi đi. Ông bị bệnh ông cũng ngồi đi không? Bà ơi, lên đây cho hỏi thăm một tí bà. Đợi bà đang làm gì mọi người ạ? Ê, ngồi đi cháu. Đây bà ngồi đây luôn đi. Bà ngồi cùng ông đi. Đây, ông năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi bà? Bao nhiêu tuổi? Ông Việt, rồi đây. Ông đây, ông Việt đây. Bao nhiêu ông? Đây. 7. 14. Ừ. 74. Ừ. Đấy, ông không nói được à? Không. Đấy. Đấy, mai bà vợ bằng này. 81. Ừ, bà là 81 tuổi, ừ. Ông là 74. Ừ. Ông có nghe được cháu nói không? Không, không nghe đấy. Không nghe đấy. Ông không nghe được à? Không. Khán giả xem tay chân của ông bị đấy, bệnh gì nè? Kiệt quay cho khán giả xem. Đấy. Đấy, nó bị... Ông kéo lên cho cháu xem. Nó bị nhột cái da này. Này. Thế này luôn. Thế là hàng tháng là bà vẫn phải đi lượm ve chai để bà nuôi ông bị bệnh. Vâng. Đấy, bụng nó cứ lâu nó bị thế, nó cứ ngứa. Vâng. Thế là bà là 81 tuổi, vâng. Ông là 74. Vâng. Thế là trong nhà là chỉ có hai vợ chồng ở thôi. Vâng. Ồ, ông đang ăn cơm. Vâng. Hôm nay ông ăn cơm với gì thế bà? Ông ăn cơm với rau cải. Rau cải. Vâng. Thế hôm nay là bà nhà gia đình mình ăn cơm với gì? Ăn rau cải với nước mắm, ăn canh xì dầu. Xì dầu à? Vâng, xì dầu chuối tương. Chứ còn cái bệnh này là lâu nó cứ sưng lên thì lại phải cứ thế này thôi chứ không đi được. Vì đi thì nó lại đau thì phải ngồi đi xong rồi đầu uống. Nó vâng. Chân nó đau, nó bị này uống là đau. Ông muốn nói chuyện với Trọng, ông miêu tả nhưng mà ông không có nói được mọi người ạ. Không nói được, ông bị câm bị điếc mà. Vâng. Đây bây giờ bà cũng chẳng nói cái thuốc này, thuốc bột nồng. Là bây giờ bà cứ uống này bà thì mới khỏi cả hai vợ chồng. Vâng. Rồi. Thôi bà cứ ngồi đây bà. bà ra đây cứ ngồi đây nói chuyện với cháu rồi cháu hỏi thăm thêm bà. Thì là cái thuốc này để bà uống để trị bệnh cho ông đây đúng không? Vâng, cả hai vợ chồng uống. Vâng, đây, mình cứ bỏ qua đây. Thế là ông bị vừa câm vừa điếc luôn. Vâng. Từ nhỏ luôn à bà? Vâng, từ ngày bẩm sinh rồi. Thế ông bà là lấy nhau lâu chưa? Lấy nhau từ ông ngoài Cao Bằng, từ 92. À, thế gốc của bà là ở Cao Bằng. Vâng. Chứ không phải là ở đây. Không phải, bây giờ có đi theo con cháu ở ngoài Cao Bằng bà để làm ăn với con cháu thôi. Vâng. Thì bây giờ ông thì già rồi, ông bà không làm được vườn được gì, cứ sống có ngoài xã tháng đâu. Còn chính cống bà là dân Thái Bình, vâng. Xã Việt Hùng, huyện Đi Trì, tỉnh Thái Bình, vâng. Còn ông thì người Cao Bằng, nhưng mà cái số phận mẹ bỏ bà đẻ ra bà cũng được ba đời chồng mới được một thằng út, vâng. Thì mẹ đẻ ra bà này à, vâng. Cũng thế cho đến đời mẹ cũng khổ, đời con cũng khổ, dạ. Thế bây giờ cháu xem cái bảng ở ngoài kia là cháu giúp đỡ bà thì bà chỉ biết. Nhưng mà mẹ đâu, bà dắt cháu đi cho xem cái nhà của bà nào. Đi bà. Khán giả xin thấy cảnh hai vợ chồng già. Ông có đi được không bà? Đi. Rồi, ok bà. Cái nhà này từ 2005 mà sao bà mới kêu là có 4 năm? Không năm nhưng bà không biết chữ bà, các nói các cháu thì biết chữ các chú các vâng. Cháu đọc. Đi. Cái nhà khán giả thấy là có cái bảng 2005. Vâng. 2023 trừ đi 2005 là được khoảng mười mấy năm đúng không Kiệt? Vâng, vâng. 18 năm. Vâng, thì kiểu giờ người ta có cái bảng đấy này. Dạ. Cho cháu quay trong nhà của bà nhá. Vâng. Bà dắt cháu xem trong nhà. Nhà bà còn nhiều gạo không? Bà còn cũng khoảng một ít à. Đâu bà cho cháu xem gạo của bà nào. Đây về đây bây giờ bà cũng chẳng. Đây bà cũng còn này. Ôi ôi xin lỗi. Đây gạo của ông bà đây, đây còn bằng đây. Còn bằng đây mới hôm nọ họ cho. Đâu bà xách bọc gạo bà đây cho xem nào. Đây à bà. Là ở nhà chỉ còn nhiêu đây gạo thôi à bà? Vâng. Gạo này là bà mua hay là ai cho? Cái này con gái mua cho 4 kg. Con gái ở bên Thái Bình nó mua cho mình. Thế là bây giờ là chỉ còn nhiêu đây thôi. Vâng. Vâng. Thôi bà cất đi bà. Vâng. Nhà bà cũng sắp hết gạo rồi mọi người ạ. Vâng. Cái xe này sao bà không lấy bà chở ve chai cho nó dễ? Nhưng mà bà không biết đi, Vừa rồi ông thì chở cho bà, nhưng bà lại giữ thì nó đổ cả xe thì ông lại ông chửi bà luôn, thì không biết. Cho xem cái bếp của bà nào. Đâu, Kiệt vào đây anh đây. Quay cho khán giả xem luôn. Đây, hoàn cảnh đây. Đây là có một cái giếng, cái cổ hút thế thôi. Vâng. Thế thôi. Và nồi cơm điện với để cái bếp ga này họ cũng cho thôi. Chứ mình không có, vì người ở bản họ cho thôi. Dạ, đi. Người bà con ở trong xóm cho bà đúng không? Vâng. Đâu, cho cháu xem cái chỗ mà cái vựa ve chai của bà nào. Mọi ngày bà đi lượm ve chai về thì bà để đâu? Bà để đổ ở dưới kia. Đâu, bà dắt cháu đi xem nào. Đem mấy cái này ra để luôn bà. Bà cái này bà đổ ra chưa hay là không, bà cái này luôn? Bà để chắc bà đổ, các cháu đi thì bà đổ. Bây giờ bà còn nghỉ ngơi tí đã. Bà còn nghỉ ngơi đúng không? Vâng. Chừng nào bọn cháu về bà mới đổ sau đúng không? Không phải, đến tối bà mát, bây giờ bà đi được 3-4 ngày rồi. Giờ hôm nay bà có công chuyện này thì bà để đến tối đến đổ. Đây là bà nhặt ve chai về là bà để ở đây đúng không? Để đấy thì có cái nhà ở trên kia nó có mối. Nó mới gọi Ano, nó bảo bà Trần Thị Mai có nhiều chưa? Bà có rồi thì nó mang xe ba gác xuống rồi lấy. Mua ve chai này của bà? Vâng. Thế là mua tại nhà luôn chứ bà không phải đem đi? Không, bây giờ nó mua thì mình có biết đi xe đâu. Thì nó bảo con mua, ví dụ cháu mua của bà này, nó ký có 3.000 thôi. Nhưng mà ra ngoài kia nó bán ký 6.000. Vâng. Đây nó vừa bán, nó vừa biếu, nó thấy hoàn cảnh ông bà không có chè thì nó cho, thế là cứ ký 5.000. Đây là bà nhặt những cái gì đây cho cháu xem nào bà Mai? Đây, bà Mai nhặt những cái này. Cái này mới lại cái này là bán. Cái này bán thế nào? Cái chai bà đang cầm bán thế nào? Cái này là bán 1 ký 5.000. Ký 5.000. Ừ, còn những cái này là đấy là bán cái một cái có 3.000 nữa. 3.000 một cái vỏ này. 3.000 một vỏ à? Vâng, sao lại 3.000 một vỏ? 300 đấy, 300 này gọi là cái 3.000 đấy. À, 3.000 10 vỏ. Vâng, là nó tính nó đếm cái này thôi. Đâu bà lấy cho xem nào. 300 đồng một vỏ đúng không? Vâng, là nó bán nó tính cho cái này thôi. 10 vỏ là bà được 3.000. Vâng. À. Thế là nó bán thế chứ nó không gì. Còn những cái này là sắt thì khác, còn những cái này nó bán ký là khác, mà con mua cho bà thì chỉ thế thôi. Mấy cái này là bà toàn nhặt ngoài đường. Toàn nhặt ngoài đường. Cháu thấy ở đây có bãi rác người ta hay đốt đấy, bà có hay bới ở đấy không? Ôi, không phải riêng bà. Hai vợ chồng cũng người Kinh cũng bà, nó cũng có vườn trước nhiều. Vâng. Nó cũng toàn đi moi ra nó lấy chứ người riêng bà. À, thế là bà cũng có bới ở ngoài bãi rác họ đang hay đốt ở đây đúng không? Ngay chỗ bãi rác của trên xã đấy. Vâng. Cứ ngày không phải riêng bà này đâu. Hai vợ chồng ông kia cứ một cái võng, chồng thì uống cà phê, vợ thì cứ lượm ra cái sắt cái điều đó, còn mình thì không biết đi xe máy. Bà là vừa lượm cái này ở trong bãi rác luôn, vừa nhặt ngoài đường luôn. Vâng, cứ đi này thế rồi cứ ngày này được bao này, được 4 ngày được 4 bao, thế được 5 ngày được 5 bao. Thế bây giờ tranh thủ nó nắng thì bà đi được, nhưng mà mưa thì bà lại ở nhà ăn cháo vậy. Thế không ở đây là bà có trồng cái gì đây cho xem này? Không, cái này chỉ có cái này là cái này của họ. Đây này. Không, cái này là của ông khắc dòng đại cái dâu để. Nhưng mà cái vườn này của bà luôn đúng không? Đâu cho xem nào. Đây, từ ở trước kia, đấy từ chỗ cái hàng chè kia. Trồng rau à bà? Vâng, bà trồng đại đi. Rau gì đấy bà? Cái này rau cải họ mới. Còn kìa, cái của bà đến kia, đến cái chỗ cái túi kia thôi à. Đấy, cái túi kia là đất của bà nên chỗ cái xe của cháu thôi. Vì là đất của ông bà có thế thôi. Còn giờ cứ gieo dại đây rồi ông thì bệnh, ông không đi làm được thì giờ bà cứ đi kiếm để. Thế còn ông ở nhà ông rồng đúng rau đúng cỏ đi, kiếm cho ông một bao thuốc, một bao 10.000 cháu ạ. Thế là vừa đi mua thuốc cho ông. Thế còn đây là có cái vườn rau của bà này mọi người. Đây là vựa ve chai của bà. Vâng. Bà vẫn xài cả bếp củi à bà? Bếp củi giờ có cái kia thì giờ không có tiền bếp ga thì họ cứ bảo rằng cái gì bà cứ dùng bếp ga đi, giờ con cho bà tiền, nhưng mà thôi người ta cũng có con vợ nó bẩm nó bị đi ngồi xe nám này. Ý là chồng nó lại nuôi cả vợ nó, giờ vợ nó được tháng rồi nó lại vừa cho mình cả tiền bé qua thì thôi mình cứ còn khỏe trên thì mình đi lấy về cho ông cưa. Bây giờ cái ông ở ngoài kia kìa, nó con vợ nó bị ngồi xe nam. Thế nhưng mà bây giờ nó chồng nó thì... Thế là thế trong nhà bây giờ là bình ga còn không hay là hết sạch rồi? Còn nhưng mà ông cũng bảo không có tiền, ông xài, ông cứ bảo thôi bây giờ vợ chồng xài cái củi đi. Bây giờ thì bây giờ mình mà còn vợ chồng mình còn đi kiếm được cho tiền thì mình mới xài mới ga. Em nó nói là bà ấy bà cứ xài đi giờ con sẽ trở vào, nhưng mà nó thì con vợ nó thì nhà nước nuôi rồi. Thế là còn mình thì ông bà không có tiền thì nó cứ mình. Đấy là cái ý là cái chú đấy là chú thấy bà khổ, chú đấy cho bà ga đúng không? Nhưng mà bây giờ thì chú không có phải ga đâu, chú thứ hại. Chú biết sửa chú lại cho cả bếp ga thì cái gì chú cũng cho hết. Rồi cháu hiểu rồi. Thế là bây giờ là bà đang vẫn xài bếp củi mọi người ạ. Chừng nào có tiền thì mới đổi ga. Bây giờ hoàn cảnh quá, bây giờ khéo như em quá không đi làm được thì cứ đun qua ngày nữa. Đâu đất đai bà tới đâu? Từ ở chỗ cái ngoài bà chỉ cái túi kia mà lên chỗ cái xe kia. Đấy cái chỗ cái bên cái xe cháu luôn à? Không, đấy cái bên này mới phải, bên rừng thông này mới phải. Cái vườn chè này của bà đấy à? Vâng, của bà từ đây xuống cái chỗ cái vịt. Chè bà, vườn chè này thì bà một năm bà thu hoạch được bao nhiêu tiền? Ôi, được bao nhiêu năm cũng trời thì đủ được một tiền rau thôi chứ không được bao gạo. Vườn cà phê kia của nhà bà? Không, của cái nhà hàng xóm lúc nãy thằng con kia là thằng cháu hỏi mà ở nhờ xe thôi. Sau cái chè này của bà sao sâu nó ăn hết thế này rồi làm sao mà hái được? Bây giờ cũng phải sâu cháu ạ. Căn bản bây giờ mình con người ta phải bỏ phân này xong tưới nước, xong là bắt đầu mình xịt cho nó thì nó mới ra được. Bây giờ không xịt không bỏ phân làm sao nó ra được đọt. Thế là chè này là bà bỏ cho nó mọc tự nhiên đúng không? Không, bây giờ bỏ giờ có làm ở đây đâu. Ông thì bệnh rồi, bà thì ngày đi lượm rác thôi. Thế là chẳng nói thì đấy. Thế để cháu vào cho thăm hoàn cảnh gia đình của bà một tí nữa nhá. Đấy thì hoàn cảnh của bà đúng y như lời bà kể hồi nãy luôn mọi người ạ. Đấy. Chồng của bà bị bệnh thật. Đấy nhìn thì biết. Đi bà vào trong nhà bà ngồi đi. Thế thì bây giờ ông bị như vậy thì hàng tháng là bà có phải tốn tiền mua thuốc cho ông không? Tốn chứ. Bao nhiêu một tháng? Một tháng của ông thì hết mỗi một ngày mà cái thuốc này là mỗi ngày là 2 vỉ. Rồi lại vừa thuốc này nữa. Rồi lại vừa thuốc hút nữa, mỗi lúc bà không có tiền ra đâu, bà phải đi thiếu người ta một cây thuốc, một cây một thuốc xanh là mỗi báo 10.000. Bà kêu ông đừng hút thuốc nữa. Đấy, thấy giờ ông là hút cho mà ông lại không bỏ được, khổ ông lại cấp nước. Người ta thì uống rượu thì ông trên này, không có rượu không còn năm nhà gốc cây bằm được, nhưng mà ông này. Ông có uống rượu không? Rượu không uống nhưng mà không có bao thuốc là không được. Ông thì không uống rượu nhưng mà phải không thuốc là không chịu được. Nhưng mà nếu bỏ được thì càng tốt. Bỏ nhưng mà ông bỏ thì ông không chịu. Thế là hoàn cảnh của bà là 2 đứa con trai, mà 2 đứa con trai thì lại chết rồi. Lại chết rồi, bây giờ chỉ còn có 2 đứa con gái mà ở xa thôi. Bây giờ đến lúc ngày Tết nó mới về, mới thăm ông bà tí, nó lại đi về nhà nó thôi. Mà hai người con gái của bà thì lấy chồng rồi thì cuộc sống có khá giả không? Hay là cũng khó khăn? Nó cũng... nó đi nó thiếu nhiều tiền quá, bây giờ nó mới mượn ngân hàng, bây giờ nó phải bán hết cả vườn cà phê đi để nó mới, bây giờ nó vẫn nhầm thuê. Thế còn đứa thì không có vườn trược thì toàn đi bắt ong mới lại ra biển ra khơi. Bây giờ một lách nuôi 2 đứa con mà cứ ăn. Thế là các con của bà là cũng là khó khăn đúng không? Cũng khó khăn chứ không phải là bỏ bà. Không, cũng phải bỏ nó vì nó cũng đi kiếm, nó vì nó nợ nhiều quá thì nó đi nó dụ con gái nhà bà đi làm cho cháu thì cháu lại cho tiền thì nó lại về nuôi con cái nó đi học. Thế còn chồng nó đi làm bảo vệ. Thế em thế thì bà cũng chẳng. Rồi, được ạ, cháu biết hoàn cảnh của bà rồi. Thì bà thì nãy giờ khán giả xem thì khán giả cũng thấy về hoàn cảnh của bà rồi đấy, Trọng thấy cũng rất là tội luôn. Thế thì bây giờ là ngày hôm nay cháu vào cho thăm gia đình của bà thì thấy bà rất là khó khăn. Nhưng mà bà vất vả, bà già rồi nhưng mà bà còn vất vả như vậy thì không biết là những cái ảnh của bà. Dạ rồi, ok, thì cháu nói là cháu thấy bà vất vả như vậy á thì bà có cái điều ước gì không? Bà cũng chẳng điều ước gì, bà làm sao chỉ điều ước nhờ các cháu cho tiền bà mỗi ngày gói gạo ăn đầy đủ này rồi. Bà cũng không cần cái gì nữa. Bây giờ làm cái nhà mới đi, sau này ông bà cũng chẳng mang được đi treo được giống như người ta đâu. Thì cứ có tiền mỗi ngày các cháu thưa hại ông bà sống mỗi ngày cho lúc ông bà không đi được thì mới có cơm có cháo. Thế rồi bà chỉ yêu cầu thế. Bà chỉ ước là mình cứ có gạo mình ăn sống qua ngày được rồi. Thế thì hàng ngày thì bà ăn uống thế nào? Bà cũng ăn bình thường, như lúc có rau thì ăn rau, không có rau thì ăn cháo, thế thôi, ăn cháo muối. Thế thì còn thịt cá bà có ăn không? Muốn ăn nhưng mà có tiền đâu, bây giờ mình dụ như cháu cho bà thiếu thì giờ mình lấy đâu mà mình trả, người ta thấy cái sổ của mình bày ra lấy đâu mà trả. Như là bà mua thiếu? Vâng, mua thiếu thì họ đến lúc cuối năm họ đòi. Bây giờ bà không còn nợ được, mỗi người 200 chưa trả được. Mỗi người 200 ngàn chưa trả? Vâng, với cái chỗ lúc ấy cháu chở bà thì cũng có cái cô kia, bà chút trước bà trả được một nửa, giờ còn một nửa nữa, thế còn cả cái cô trên kia nó mới trả được một nửa. Bây giờ chả bà trả hết thì bà không có gì ăn. Thế là nhà nước nó cung cấp cho bà được một tháng 2 con gà với lại gạo với mì tôm. Thế bà có thích ăn thịt không? Bà cũng ăn, thích ăn nhưng mà không có tiền thì bà không dám ăn. Bà thích ăn thịt nhưng bà không có tiền bà không dám ăn. Ăn thì bây giờ như cháu cho bà thiếu thì bảo út cái của bà Khang này nhiều tiền quá, bà lấy đâu bà trả được. Bây giờ thế này, bây giờ là bà nãy bà nói là bà ước mơ là bà chỉ có gạo bà ăn đủ, vì bà thích ăn thịt. Thế thì bây giờ bà cháu mình đi chợ cái đi. Bây giờ thế này, cháu sẽ giúp cho bà bằng cách là cháu sẽ chở bà đi chợ. Đấy, chở bà đi chợ mua gạo rồi mua thịt, mua cá đầy đủ ở trong nhà. Nhá. Thế bà có thích không? Bà cũng thích ăn thì bà không biết nói gì. Ngày hôm nay thì Trọng vô Trọng thăm gia đình của bà thì Trọng thấy bà rất là khó khăn luôn mọi người ạ. Bà thì già rồi, bà đau bệnh nên là nếu mà Trọng giúp cho bà tiền á thì bà cũng lớn tuổi rồi thì bà cũng không biết bà có đi mua được hay là không, hay là bà đem về nó còn khó khăn hơn. Nên là giờ Trọng chở bà đi mua, tiền thể có xe để chở bà đi mua vài trăm ký gạo rồi mua thịt mua cá cho bà luôn. Thế bây giờ bà đi cùng cháu nhá. Đi, bà cho mình đi chợ. Bà cứ kêu ông ở nhà nhá. Ở nhà mà đi nhà. Ý này. Này là ông không biết nói, ông bảo chị ăn cá. Không thế, thế bà mới vuốt đầu bà làm này là có nghĩa là thế nào? Là bà bảo là vuốt đầu là chính là ông ở nhà, còn bà đi bà là thế này, là bà là con gái thế này, còn ông là thế này, là đàn ông thì cái tóc cái này. Thì bây giờ cháu đưa cho bà đi mua gạo này mới để mua gọi là con cá chê, nó có cái râu này là ông ăn cá chê, chứ còn cái này con cá mà như của cháu này thì ông ăn ông lại thế này không ăn được. Bây giờ bệnh mút biết cá nào bà biết cá nào ông ăn được mà đúng không? Cá mình này chỉ có thuốc mỗi bao của nó là 10 ngàn thế thôi. Cháu hỏi một tí nhá. Thế là suốt mấy chục năm qua ông bà ở với nhau là chỉ nói chuyện bằng hành động thôi à? Thế này. Ăn cơm thì thế nào? Ăn cơm thì bảo với chồng là này, uống nước thì thế này, đi tắm đi bảo chồng thế này, thế xong rồi thế bảo chồng là bây giờ vợ đun cho một ấm nước thì bắt đầu tắm. Đi tắm đi thì thế nào? Đi tắm mà bảo thế này là đổ nước, mình cầm một cái ấm này mình bảo đổ cho ông thì ông ấy này lấy khăn ông lau người. Kêu nấu cơm đi thì thế nào? Nấu cơm thì bà cũng nói câu, bà nói tiếng bà muốn gọi nhau thì bà bảo chồng bóp gạo xong cắm nồi cơm điện kia lên. Thế là ông thổi cơm, 3:30 ông đã dậy ông thổi cơm nước thế rồi. Còn bà thì cứ ngày đi niệm giá không sáng dậy ông cơm nước này. Rồi, ok, thế bây giờ cháu dắt bà đi chợ nhá. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Rồi, đi bạn. Chào tất cả mọi người, nãy giờ là Trọng với cả bà là đã đi mua đồ về rồi. Thì Trọng dắt bà đi mua rất là nhiều đồ luôn mọi người ạ. Thì Trọng đọc cho tất cả khán giả cùng xem. Hôm nay mua cho bà nhiều đồ vậy bà có vui không? Bà vui lắm. Bà có thích không? Bà thích lắm. Bà cảm ơn các cháu nhiều lắm. Vì bà cũng chẳng biết nói gì hơn. Thì nay này Trọng dắt bà đi mua này, mua gạo tổng cộng là 3 bao, một bao lớn, 2 bao nhỏ. Gạo là hết 640 ngàn. Mì tôm là mua 2 thùng là hết 180 ngàn. Mua sữa cho bà 1 thùng là hết 330 ngàn. Mua thịt heo cho bà 2 kg là hết 240 ngàn. Mua đường, mắm, dầu ăn, muối, bột ngọt, thêm mấy cái lặt vặt nữa hết 174 ngàn. Tổng toàn bộ số tiền mà ngày hôm nay Trọng dắt bà đi mua là hết 1.564 ngàn. Đấy là cái số tiền ngày hôm nay Trọng dắt bà đi mua. Và cái số tiền ngày hôm nay để Trọng thực hiện giúp bà và quay cái video này, số tiền này là của cô hai ở Úc. Thì cô hai ở Úc có gửi cho Trọng một số tiền và nói với Trọng là đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì trích ra trao cho mỗi hoàn cảnh một ít á. Nên là ngày hôm nay thì Trọng giúp cho bà. Thì video này thì Trọng cũng cảm ơn cô hai ở Úc vì đã đồng hành cùng với Trọng để tài trợ giúp cho bà. Bà cảm ơn cô hai ở Úc bà. Bà cũng cảm ơn cô nhiều lắm à. Bà Bà thì bà cũng lớn tuổi rồi, vâng, nên là bà không nói được những cái câu hay hay câu vâng cảm ơn thôi hay. Mong khán giả thông cảm. Vâng, thông cảm cho bà già đi. Đây, vâng, số tiền là mua hết là 1.564.000. Vâng. Thì số tiền cô hai ở Úc là giúp cho bà là 3 triệu đi. Vâng. 3 triệu là trừ đi 1.564.000 thì sẽ là còn là 1.400 mấy chục ngàn. Vâng. Thì đây tay của Trọng đây là 1,5 triệu. Vâng. Thì Trọng cũng trao cho bà để giúp đỡ cho bà với cả ông luôn. Vâng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 cộng với 15 là 30, có nghĩa là 3 triệu. Còn 64.000 thì coi như là cái số tiền lẻ đó là Trọng giúp cho bà. Vâng. Đây cháu tặng thêm cho bà nhá. Vâng. Mạnh Thường Quân ở bên cháu tặng cho bà. Vâng. Số tiền này là để bà mua gạo nước này kia ở trong nhà, vâng, mua thuốc cho ông. Vâng. Đấy, cháu trao cho bà. Vâng, thì bà cũng cảm ơn nhiều lắm mà. Dạ. Bà cũng chẳng có gì nói hơn thì thế bà cảm ơn nhiều. Bà cảm ơn cô bà, hai ở Úc. Bà cảm ơn cô hai nhiều lắm nhá. Thì bà cũng không được biết cái gì không thì bà cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cứu cho ông bà thì ông bà Trần Văn Khang lúc nào cái bụng cũng đầy thế này, bà cũng cảm ơn nhiều lắm á. Vâng. Rồi, ok bà. Bà. Đây, cho bà cái tờ giấy này luôn. Bây giờ Trọng sẽ đem đồ vào cho bà. Thế bà nhét vào đây này, cho cột lại cho. Bà nói là bà thích ăn thịt lắm nhưng mà không có tiền đúng không? Vâng. Đấy. Thế là nãy dắt bà đi mua 2 kg thịt heo luôn, vâng, thịt ngon luôn. Vâng. Đấy, bà xách cái này với cả cái này nhá. Vâng. Thì cháu bê gạo vào cho bà. Vâng. À. Trọng sẽ bê vào cho bà mọi người ạ. Phải đi 2 chuyến nữa hả? Vâng, cháu phải đi 2 chuyến. Thế bà đi trước. Bà cứ đi trước đi, bà đi trước đi để cháu đi sau cho. Chuyến này gạo này bà ăn phải mấy tháng nữa mới hết được. Ôi, mỗi bữa một bữa ấy mà. Có một bữa ăn 2 bữa mà. Chẳng qua giờ mưa gió không đi kiếm được tiền thì cứ đi ra đây dai này thôi. Ôi còn nắng thì cố gắng đi, mưa thì ở nhà ăn cháo thế thôi. Nói thì ai ở gần thì mới biết, nói thì họ bảo mình vui bác thôi mà. Ai ở gần thì biết hoàn cảnh quá. Khéo ne quá. Ông bà ở trong này có 2 vợ chồng vậy có buồn không bà? Ôi buồn thì cũng buồn nhưng mà làm sao mà phần người khác bây giờ cũng phải chấp nhận là sao. Cô cốt là sao cái bụng nó không đói được rồi. Vâng. Dù cái lòng dạ tốt thì cũng biết là để bụng cho biết làm sao biết nói được cái điều. Đó. Thì cười thôi có nói được đâu. Đâu muốn cái này để chỗ nào cho đầy luôn cho. Thôi để đây được. Để cho đầy được ghế này nhá. Vâng, để ghế cho bà. Thôi. Đi. Đi ra lấy tiếp bà. Hôm nay bà có vui không? Bà vui lắm. Vâng. Trước giờ có ai tặng cho bà nhiều quà như vậy chưa? Chưa ạ. Còn hôm nay là đầu tiên ạ. Lần đầu tiên là được tặng nhiều quà thế. Vâng. Bà cất tiền đi bà. Vâng. Bà cất cái tiền 1,5 triệu kia đi, bà vâng, để coi chừng mất nhá. Vâng. Tiền này để 2 vợ chồng mua đồ ăn, mua thức uống nha, đừng có cho ai nhá. Không. Cho có ai xin bà đâu. Ông vâng, bà chẳng qua ông bà già rồi thì ai cho đâu. Vâng. Nên nói thì bảo bà khác tự nói chứ còn gì. Cứ ai giúp bà thì bà chỉ biết cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Trọng đi hay thăm những hoàn cảnh khác thì Trọng hay trao tiền cho họ. Nhưng vâng, mà riêng hoàn cảnh của bà Trọng chở đi mua đồ hết 1,5 triệu. Ừ. Còn 1,5 triệu thì trao cho bà luôn. Vâng, thôi thì bà cũng chẳng biết nói gì hơn thì thôi thì các con các cháu bỏ quá cho bà già đi. Dạ. Thì không biết nói cái gì hơn. Vâng. Mà biết ăn biết nói thì con cháu cũng chẳng nỗi khổ. Dạ. Cái này làm sao mà bà bê được? Không, để cho bê thùng sữa cho. Bà có xách được bao gạo này không? Bà xách hộ cháu một bao là được rồi. Được không? Không được, để đây cháu xách luôn. Rồi. Đi, bà cháu mình vào nhà luôn. Đói nó chẳng biết đói, chỉ mệt cho từ sáng nè. Cơm thì chẳng ăn được cơm, chỉ có một chai nước trà xanh thôi. Hôm nay mà bà vô tình bà gặp được cháu là bà may mắn rồi đấy. Vâng. Được, cho để cho. Rồi, chịu bánh. Đây, ông cả bà ra đây để cháu chào tạm biệt ông cả bà, cháu đi về luôn. Đi ra đây. Cháu hỏi bà lại một lần nữa là ngày hôm nay là cháu chở bà đi mua đồ, bà có vui không? Bà vui lắm. Mạnh Thường Quân giúp bà có vui không? Bà cũng có vui nhiều lắm nhưng bà không biết đừng nói gì, bà chỉ biết cảm ơn thôi. Vâng. Thì bây giờ thì các chị giúp đỡ thì bà cũng cảm ơn lắm. Vì không biết đừng nói lắm, tủi thân lắm. Cầm được một cái số hàng này là bà thấy phấn khởi lắm, các tủi thân. Thì bà mới khóc thôi, chứ còn không phải là tự nhiên bà khóc đâu. Bà lại khóc à? Khóc bà thấy cảm động quá, bà thấy... Thì quá thì bà cũng không biết nói gì để bà phải khóc. Thế nhưng người già họ hay cảm động quá mọi người ạ. Bà nói một chút xíu là đôi mắt của bà là lại rưng rưng rồi. Tuy rằng là chưa có những cái giọt nước mắt nhưng mà là cặp mắt của bà đã đỏ và rưng rưng rồi. Nó tủi thân. Bà cảm động đúng không? Vâng. Thì ngày hôm nay thì nhóm cháu cũng vào nhà bà thăm bà rồi. Vô tình gặp bà thôi thì biết được bà với ông thì rất là khó khăn. Vâng. Nên là cháu cũng ghi hình lại rồi cháu chia sẻ lên. Vâng. Thì Mạnh Thường Quân ở bên cháu cũng giúp đỡ cho bà rồi. Vâng. Thì bây giờ chắc cháu xin phép ông bà cháu về nhá. Vâng, thế bà cũng cảm ơn nhiều lắm á. Dạ. Vâng. Chúc ông bà có thật là nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Để khi nào có dịp cháu sẽ quay lại cho thăm ông bà. Vâng. Dạ. Bây giờ là cháu sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn nha mọi người. Ngày hôm nay là Trọng đã chia sẻ lên cho tất cả khán giả xem một hoàn cảnh rất là đặc biệt về một bà lão đi lượm rác, lượm ve chai, nuôi người chồng bị bệnh vừa câm vừa điếc và bị bệnh gút. Thì nãy giờ thì Trọng quay video, Trọng chia sẻ lên thì khán giả xem thì khán giả cũng biết là hoàn cảnh của bà như thế nào rồi, rất là khó khăn luôn. Thì một lần nữa là Trọng đọc lại cái địa chỉ ở đây, thì địa chỉ nhà của ông bà cho tất cả khán giả cùng biết. Nhưng mà khán giả có thể lại đây thăm ông bà, tặng cho ông bà được những món quà thì thật là tuyệt vời. Địa chỉ của nhà mình ở đây là ở thôn mấy, xã Bờ Lá? Bà thôn 4, xã Bờ Lá, thôn 4. Địa chỉ của bà là thôn 4, xã Bờ Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Thì đây là Trọng đọc cái địa chỉ của hai vợ chồng bà nhá. Vâng. Vợ chồng bà Mai. Chồng của bà tên gì? Trần Văn Khang. Chồng bà tên là Khang. Vâng. Đấy. Vợ chồng ông Khang, bà Mai. Khán giả hỏi là người dân sẽ chỉ. Thì khán giả xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Về hoàn cảnh của gia đình bà như thế nào, nếu mà sau này có duyên thì Trọng sẽ quay lại Trọng gặp vợ chồng của ông bà. Thì một lần nữa chúc ông bà có thật là nhiều sức khỏe. Vâng. Cháu chào bà nhá. Cháu chào ông nhá. Dạ. Chúc hai ông bà nhiều sức khỏe. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa. Từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.